Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, có những bà mẹ rất chăm con nhưng bé vẫn bị chê còi gầy. Điều này vô tình làm mẹ cảm thấy bị áp lực vì nuôi con chưa đúng cách, dẫn đến ép con ăn nhiều hơn, lâu dần có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng trẻ ăn nhiều mà không tăng cân? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Nhiều nhưng không đủ. Trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi, kích thước dạ dày vẫn còn nhỏ, chưa thể tiêu hóa lượng lớn trong mỗi bữa, nên cần thiết kế số bữa ăn và số lượng mỗi bữa ăn tăng dần theo tháng tuổi để phù hợp với dung tích dạ dày của trẻ và đáp ứng nhu cầu. Ví dụ, trẻ từ 6 đến 8 tháng tuổi nên ăn bổ sung 2 bữa một ngày, mỗi bữa từ 100 đến 150ml. Trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi, 3 bữa trên ngày, mỗi bữa 200ml. Trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi, 3 bữa trên ngày, mỗi bữa 250ml. Bữa ăn chính thường là bột, cháo, súp nấu đặc và đa dạng thực phẩm đủ 4 nhóm thức ăn. Nhu cầu về sữa cũng thay đổi tùy theo độ tuổi và lượng ăn được. Mẹ cho rằng con ăn nhiều nhưng thực tế chưa đủ về lượng cần thiết trong từng bữa ăn hoặc ăn không đủ số bữa trong một ngày. Nhiều lượng nhưng ít chất đơn điệu. Theo khuyến nghị, chúng ta nên ăn 15 đến 20 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày để đủ chất dinh dưỡng. Hầu hết ba mẹ cho bé ăn theo sở thích, sự ngon miệng mà chưa chú ý đến số lượng thực phẩm, tính đa dạng của thực phẩm để đảm bảo đủ dưỡng chất. Ngay cả khi ăn nhiều về số lượng nhưng không đảm bảo về chất lượng, bé vẫn có thể thiếu năng lượng và dưỡng chất. Phổ biến nhất là bữa ăn bổ sung thường thiếu dầu mỡ làm năng lượng thiếu hụt. Không chỉ đảm bảo về năng lượng, chất béo còn giúp hấp thu các loại vitamin hòa tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K. Thiếu chất béo, trẻ sẽ bị thiếu các vitamin này dẫn đến chậm lớn còi cọc. Nhiều nhưng dư thừa. Đưa vào cơ thể trẻ số lượng thức ăn vượt quá khả năng tiêu hóa của bé. Trẻ 6 tháng tuổi mới bắt đầu ăn dặm, nếu cho ăn vượt mức về số lượng bữa ăn, tức là 2 cữ, và lượng ăn là 100ml, bé sẽ không có đủ men tiêu hóa hết. Phần thức ăn này sẽ không thể hấp thụ hết vào cơ thể, khiến bé no hoặc gây tiêu chảy, làm bé chướng bụng, khó tiêu, nên không chịu uống sữa, rối loạn tiêu hóa và sụt cân. Nhiều nhưng không phù hợp. Ở mỗi cơ thể trẻ, khả năng tiêu hóa hấp thu thức ăn khác nhau nên có thể trẻ ăn nhiều hơn so với trẻ đồng tuổi nhưng lại quá sức so với trẻ. Vì vậy, cần phải gia giảm lượng bữa ăn và lượng sữa để trẻ có sự tiêu hóa phù hợp và trẻ được phát triển tốt nhất. Một số trẻ có bệnh lý ở đường ruột, bệnh gan mật, bệnh di truyền, bệnh dị ứng, bất dung nạp thức ăn làm hạn chế khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn. Trẻ mắc một số bệnh về nội tiết như suy giáp trạng, lùn tuyến yên cũng là nguyên nhân chậm lớn. Nhiều chất đạm không cần thiết. Nhiều bà mẹ quan niệm cho con ăn nhiều chất bổ để mau lớn. Chất bổ ở đây là các thực phẩm giàu chất đạm như thịt, cá, tôm, trứng, sữa. Cho ăn quá nhiều chất đạm làm bé khó tiêu, giảm ăn, giảm bú. Ăn nhiều chất đạm còn gây táo bón, làm trẻ cũng không hấp thụ được thức ăn, gây tăng gánh nặng cho thận của bé. Hơn nữa, chất đạm không phải là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ. Muốn tăng cân, trẻ phải ăn đủ chất bột đường, chất béo. Chất đạm chỉ cung cấp từ 13 đến 20% năng lượng khẩu phần ăn hàng ngày tùy thuộc vào độ tuổi. Bé quá hiếu động. Một số trường hợp trẻ có chuyển hóa cơ bản cao, tiêu hao nhiều năng lượng nên ăn nhiều vẫn gầy. Những bé quá hiếu động, chạy nhảy nhiều cũng tiêu hao năng lượng nhiều nên ăn nhiều vẫn tăng cân chậm. Bé bị nhiễm giun, sán, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trẻ ăn nhiều nhưng chậm lớn. Vì bé đã bị các ký sinh trùng đường ruột này tranh sử dụng dưỡng chất từ thức ăn, các mẹ cần tẩy giun định kỳ cho con 6 tháng một lần từ sau 2 tuổi. Bé bị hấp thu kém, hệ tiêu hóa không tốt. Tình trạng này xảy ra khi hệ tiêu hóa của trẻ thiếu đi một vài loại men tiêu hóa hoặc khuẩn tiêu hóa do bẩm sinh hoặc do sử dụng các loại thuốc kháng sinh. Điều này khiến cho chỉ một lượng nhỏ thức ăn được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng và năng lượng để nuôi cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung những loại thực phẩm giúp bé hấp thu tốt và tăng cân hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.